Ngoại trưởng Mỹ đến nhà chia buồn với gia đình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tối 27 tháng 7, sau khi tới Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến nhà công vụ số 5 Thiền Quang, Hà Nội để thắp hương và chia buồn với gia đình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tối 27 tháng 7, tại nhà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phố Thiền Quang, Hà Nội. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cùng phái đoàn Hoa Kỳ do Tổng thống Biden cử đã đến thắp hương viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với phu nhân Ngô Thị Mận cùng gia quyến của Tổng bí thư. Tại đây, Ngoại trưởng Blinken đã chuyển lời chia buồn của Tổng thống Biden tới phu nhân Ngô Thị Mận và gia đình trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Blinken nhấn mạnh các lãnh đạo, quan chức chính quyền Mỹ cũng như cá nhân Tổng thống Biden luôn coi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn, là đối tác tin cậy. Với tầm nhìn và dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, tình hữu nghị và quan hệ giữa hai nước đã được vun đắp và phát triển mạnh mẽ vượt bậc, đạt tầm mức cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như ngày nay. Nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng là hình mẫu trong việc hàn gắn giữa hai nước cũng như là người góp phần dựng xây cầu nối nhân dân hai nước. Ngoại trưởng Blinken khẳng định Tổng thống Biden, chính phủ và nhân dân Mỹ sẽ luôn ghi nhớ và tôn vinh di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng với những tình cảm và kỷ niệm tốt đẹp về một người đã tạo nên những dấu ấn lịch sử cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Thay mặt gia quyến, phu nhân Ngô Thị Mận bày tỏ xúc động trước những tình cảm tốt đẹp của phía Hoa Kỳ, cá nhân Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Blinken đã dành cho Tổng bí thư. Phu nhân chia sẻ, sinh thời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành sự quan tâm, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam, Mỹ. Trong đó có việc Tổng Bí thư đã cùng Tổng thống Biden ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023. Phu nhân tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam Mỹ tháng 9 năm 2023 để thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thực chất và đi vào chiều sâu vì lợi ích nhân dân hai nước. Tình cảm các nước dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những ngày qua, gần 100 đoàn đại biểu quốc tế đã đến Việt Nam viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi vào sổ tang những dòng cảm xúc. Đã có hơn 3.000 đoàn đến viếng Tổng bí thư tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong đó tại nhiều nước, lãnh đạo cấp cao đích thân đến viếng. Từ khi biết tin Tổng bí thư từ Trần, đã có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, 21 tổ chức, diễn đàn quốc tế gửi gần 400 thư, điện, thông điệp chia buồn.